thời lượng chương trình chính rồi, thì một lần nữa Hải xin được nhắc các anh chị một chút nội quy nho nhỏ của buổi Zoom ngày hôm nay. Các anh chị đã vào Zoom thì chúng ta hãy bật sáng màn hình cam của mình lên, trừ những trường hợp mà bất đắc dĩ không thể nào mở được thì phải chịu thôi. Và chúng ta hãy kiểm soát mic của mình để không làm ảnh hưởng đến các anh chị em khác ở trong Zoom, cũng như là ảnh hưởng đến quá trình chia sẻ của giảng viên. Ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục cái chuỗi chương trình mà có kiến thức trao ở cộng đồng Vinalpha trao cho chúng ta, để có cái cách mà xây dựng các cái fanpage để chúng ta có thêm cái phương tiện để hỗ trợ cho việc kinh doanh của chúng ta, đúng không ạ? Ở trong cộng đồng Vinalpha thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời, bởi vì kiến thức của chúng ta được trao nhận rất là nhiều, chỉ có chúng ta có thời gian để có và có tâm huyết để đón nhận nó hay không, đúng không ạ? Và các cái kiến thức đó thì nó hỗ trợ cho chúng ta không phải mỗi công việc kinh doanh ở Vinalpha đâu, mà còn rất rất nhiều các cái mặt khác ở trong đời sống, rồi là các công việc kinh doanh khác của chúng ta. Thì trước khi bắt đầu chương trình thì Hải cũng xin giới thiệu một đôi chút về bản thân. Tên đầy đủ của Hải là Cao Thị Thanh Hải, và Hải sinh năm 1967. Hiện nay thì Hải đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội. Trước khi đến với Vinalpha thì Hải cũng là một tư vấn tài chính ở trong bảo hiểm truyền thống. Hải làm ở Bảo Việt là 16 năm các anh chị. Và Hải chắc là cũng mà trong con số 5% ít ỏi những người có thể trụ được với nghề bảo hiểm. Bởi vì là bảo hiểm á, nó cho mình cái tính kiên trì, và Hải thì rất là yêu cái công việc làm bảo hiểm, bởi vì mình có thể trao được giá trị đến cho nhiều người, bảo vệ được cho nhiều gia đình Việt Nam. Và khi gặp khó khăn về mặt tìm kiếm khách hàng ở trong bảo hiểm truyền thống ấy, thì Hải đi tìm cũng giống như các anh chị, và Hải đã bắt gặp cái mô hình Vinalpha. Và chính ở Vinalpha làm cho Hải yêu nhất đó là cái văn hóa của Vinalpha, nó kết nối chúng ta, những con người mà hoàn toàn là xa lạ, nhưng mà khi lên Zoom làm việc với nhau, đến khi mà gặp mặt nhau ở ngoài đời á, thì giống như là anh em ở trong một nhà đó. Và trong đầu Hải lúc nào cũng văng vẳng cái lời bài hát của Vinalpha của chúng ta đó. Và Hải đã vào Vinalpha được 1 năm, và vừa rồi Hải có một cái chuyến trải nghiệm được về làng Bồ Công Anh. Hải rất mong rằng là tất cả các anh chị em của Vinalpha của chúng ta, đến một ngày nào đó chúng ta sẽ được gặp nhau ở tại làng Bồ Công Anh của chúng ta các anh chị nhé. Và bây giờ thì không để các anh chị phải chờ lâu nữa, Hải xin giới thiệu ngày hôm nay bạn Huỳnh Anh sẽ chia sẻ với chúng ta tiếp tục cái chuỗi chương trình về cách sử dụng fanpage để chúng ta có thêm cái phương tiện để làm phương tiện kinh doanh. Xin mời giảng viên Huỳnh Anh. Và Huỳnh Anh là các anh chị chắc là theo dõi Zoom của Vinalpha chúng ta đã biết rồi. Bạn ấy là một người không phải là như chúng ta, bạn là một người khuyết tật. Hải nói thẳng luôn là một người khuyết tật nhưng mà đầy nghị lực, và đây là idol của tôi. Bởi vì bạn ấy có thể là khiếm khuyết, không có đôi chân khỏe mạnh như chúng ta, nhưng tinh thần và nghị lực của bạn ấy thì thực sự là rất tuyệt vời. Và hàng ngày rất là nhiều người đang được bạn ấy trao cho kiến thức và trở thành là một người trao giá trị cho cộng đồng rất là nhiều, đúng không ạ? Xin mời bạn Huỳnh Anh. Dạ em chào chị Hải, em chào cả nhà. Chị Hải nghe rõ em không chị? Em không thấy màn hình em ở trên máy nữa. Nghe rõ Huỳnh Anh. Dạ. Huỳnh Anh, cảm ơn chị Hải đã có lời giới thiệu về Huỳnh Anh. Huỳnh Anh mến chào tất cả các anh chị em có mặt trong Zoom. Các anh chị mình bữa nay có khỏe không? Huỳnh Anh là cảm ơn, rất là cảm ơn các anh chị đã dành thời gian nghỉ ngơi của mình để mà học tập cùng với VNPA, góp phần cho sự phát triển và thịnh vượng của bản thân chúng ta nói riêng và của VNPA nói chung. Chúng ta đó là đang ở VNPA thì là chúng ta đang làm về cái công việc là bảo hiểm online. Chính vì vậy mà công nghệ là yếu tố không thể thiếu trong cái công việc của chúng ta, và ứng dụng công nghệ vào từng công việc cụ thể sao cho là mình tối ưu được công sức mà nâng cao được năng suất là tiêu chí hàng đầu, phải không quý anh chị? Do đó, đó là BNPA có một buổi Zoom hàng tuần để mà dành ra hướng dẫn cho chúng ta hiểu và áp dụng đúng hai từ công việc cho vào công hai từ công nghệ vào công việc của mình. Thì Hồng Anh xin được giới thiệu về bản thân của mình một chút. Tuy nhiên, trước khi mà Hồng Anh đi vào cái phần giới thiệu á, thì Hồng Anh rất là mong muốn các anh chị dành cho Hồng Anh 2 phút để mà tập trung nhìn lên màn hình. Hồng Anh xin phép được chia sẻ màn hình nha.
Chưa nghe thấy tiếng Huỳnh Anh ạ. Em chưa thấy có tiếng chị Huỳnh Anh ạ. Chị tắt xe lại. Các đoạn này không có âm thanh hay sao Huỳnh Anh? Đó là Huỳnh Anh đó các anh chị. Rất là may cái thời điểm mà Huỳnh Anh đậu ba trường đại học á, Huỳnh Anh lại chọn học cái ngành công nghệ thông tin. Và chính cái ngành học này á, là giúp cho Huỳnh Anh nuôi con của mình bằng chính cái công sức của mình, không phụ thuộc vào nội ngoại hai bên. Hiện tại á, thì Huỳnh Anh là nhân viên thiết kế web và quản trị các trang web của công ty chuyên về camera và smart home. Ngoài ra đó thì Huỳnh Anh cũng nhận thiết kế website cho một số bạn bè có nhu cầu. Huỳnh Anh cũng đã tập tành đăng bán hàng trên mạng từ những năm 2010. Và cái thời điểm đó thì thu nhập nó đến từ cái việc mà mình bán hàng trên mạng nó khá là ổn. Cho nên là Huỳnh Anh có thêm thời gian để mà lo cho con cái của mình. Còn mà cơ duyên đến với VNPhone đó thì là thông qua một người bạn cũng là một đồng nghiệp của Huỳnh Anh ở quận Đoàn 1 mà cái nơi Huỳnh Anh làm việc mà trong video đã đề cập tới á. Thì một ngày nọ Huỳnh Anh gọi điện cho bạn và Huỳnh Anh hỏi là bạn có công việc gì mà làm ở nhà được không? Và vô tình như vậy Huỳnh Anh được bạn giới thiệu cho cái công việc bảo hiểm hoàn toàn online. Ngoài cái việc mà được hỗ trợ data khách hàng đó các anh chị, thì cái chính sách ở VinFast đó là được cộng dồn doanh số mãi mãi, không reset về không và không tách nhánh tách nhóm khi mà mình đồng nhóm. Những cái điểm này nó thực sự là nó rất là trúng tim đen của Huỳnh Anh luôn. Bởi vì Huỳnh Anh là muốn vừa làm việc online, vừa muốn được học hành và trở thành người tư vấn giải pháp. Cho nên Huỳnh Anh đã chủ động tìm hiểu một tuần về cách làm và thấy nó ô trời thật sự là hứng khởi khi mà biết rằng ở cái mô hình này á, mình được đào tạo bài bản để mà xây dựng sự nghiệp, trở thành một doanh chủ bảo hiểm và được thừa kế cái tài sản đó cho đời con của mình. Thật sự là tuyệt vời luôn và Huỳnh Anh thấy là chỉ có ở VinFast mới có được cái điều này. Dù rằng á, ở cái thời điểm hiện tại á, thì Huỳnh Anh cũng là đang từng bước thôi cả các anh chị. Nhưng mà mình nghĩ tới, mình nhìn tới cái kết quả ở tương lai để mà phấn đấu. Cho nên là Huỳnh Anh cũng chúc cho tất cả các anh chị ngồi đây luôn giữ vững niềm tin vào sự lựa chọn của mình tại VinFast. Các anh chị ha. Huỳnh Anh cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Và để tiếp tục cái chương trình của hai buổi trước đó các anh chị, là buổi 1 với buổi 2 á, là Hồ Anh đã chia sẻ sâu về fanpage. Thì cái buổi 3 này á, là mình cũng sẽ một cái nội dung tiếp theo của fanpage luôn. Và các anh chị có thể cho Hồ Anh biết là buổi 1, buổi 2 á, là mình đã học những gì không? Các anh chị nào xung phong? Buổi 1, buổi 2 mình đã học gì các anh chị nhớ không ạ? À? Mình có thể gõ vào ô chat giúp anh với nha. Nếu như mình không tiện mở mic.
Anh Đức tạo fanpage nè. Tạo fanpage và viết content, đúng rồi. Và các anh chị ấn tượng về điều gì sau hai buổi học? Các anh chị có ấn tượng về điều gì sau hai buổi học không? Hôm trước là chị Huê có gọi cho Huỳnh Anh, chị Huê hỏi cái bảo mật hai bước của Facebook đó, chị Huê làm được chưa chị Huê ơi? Được rồi em ạ, à. Chị có cài okay, được rồi. Dạ. Anh ơi. Rồi còn về cái tính năng tìm hashtag cho trang á, các anh chị nào có nhớ về cái điểm này không ạ? À? Tìm hashtag cho trang là mình phải đi từ đâu ra? Đây là những cái điểm rất là cần thiết để mình đi tiếp buổi 3 ha các anh chị. Nguyễn Thị Nhuận bữa nay mới học buổi đầu tiên thì chị Nhuận có thể nhờ ban tổ chức đưa vào nhóm để mà được kèm cặp riêng ha, nếu như mà trong quá trình chị thực hành chị có khó khăn. Để không mất thời gian của anh chị, Hoàng Anh xin phép được vào buổi 3. Thì buổi 3 của mình á, là buổi tạo phương tiện cho bài viết. Thì tạo phương tiện cho bài viết á, là mình đã hiểu phương tiện là gì. Phương tiện chính là những cái file hình ảnh với âm thanh giúp cho bài viết của mình nó sinh động hơn. Cho nên á, là trong bài viết á, là nếu như ngoài chữ viết á, thì mình cần phải có thêm hình ảnh và có thêm video nếu là mình có thể có dữ liệu nào thì mình sẽ sử dụng dữ liệu đó. Tuy nhiên trước khi để mà có những cái dữ liệu đó đó thì các anh chị phải chuẩn bị trước. Ví dụ như mình muốn viết một cái bài về mẹ thì mình phải có dữ liệu về một hình ảnh về một người mẹ, đúng không ạ? Thì á, các anh chị có thể cho nên hỏi là thường á, là mình sẽ dùng cái thiết bị nào để mà mình chuẩn bị những cái dữ liệu đó. Ví dụ như là mình dùng điện thoại để mình chụp, hoặc là mình dùng điện thoại để mà mình chụp xong rồi mình chỉnh sửa video và hình ảnh, hoặc là mình dùng điện thoại hoặc là máy ảnh mình chụp xong rồi mình đưa lên máy tính để mà mình chỉnh sửa, đúng không các anh chị? Cho nên á, là các anh chị dùng thiết bị nào cũng được, miễn là cái đầu ra của mình á, là cái dữ liệu đó là đẹp, bắt mắt người xem. Và đối với cái chương trình của tạo bài viết cho fanpage ở Vinfa đó, thì mình nên lưu ý thêm một điểm nữa là khi mình thiết kế á, thì mình thiết kế có màu sắc của Vinfa ha các anh chị, bởi vì mình đang làm cho Vinfa, mình đang xây dựng thương hiệu của mình trong lòng thương hiệu của Vinfa. Và bữa nay á, là Hồ Anh hướng dẫn cái bài ở đây á, là mình hướng dẫn bằng Canva. Ở đây á, Hồ Anh cũng biết là có nhiều anh chị biết về Canva, nhưng mà sẽ có một số anh chị mình chưa biết, cho nên là cái buổi hôm nay là chỉ là cái buổi hướng dẫn cơ bản để mà tất cả chúng ta ai cũng có thể làm được. Và đầu tiên á, chúng ta phải lưu ý là về cái màu sắc. Như Hồ Anh hiện ở đây nè, các anh chị thấy rõ màn hình không? Màu sắc chủ đạo của Vinfa đó là màu xanh ngọc và màu cam, có thêm màu trắng nữa. Thì màu xanh ngọc là cái màu chỉ số là Hồ Anh tô đen ở cái cả nhà nhìn thấy ở dưới nha. Cái Hồ Anh tô đen hình vuông đó là RGB color. Chị Hải thấy không chị Hải? Chị Hải thấy cái ô vuông mà em tô đen không? Có thấy Quỳnh Anh rõ lắm. Dạ. Thì cái màu R3, G138, B150 thì cái này là cái chỉ số màu ở bên đây nè. Vinfa cũng có hai thông số màu. Thông số màu CMYK là cái thông số màu để dành cho in ấn. Còn mình á, là mình sử dụng thông số màu để mà thiết kế hình trên mạng xã hội này, có nghĩa là nó hiển thị trên máy tính, nó hiển thị trên truyền thông, cho nên là mình dùng cái chỉ số màu của RGB là mình dùng ở bên dưới, là Vinfa đã ghi ra R3, G138, B150. Thì cái này á, nó sẽ được Nguyễn Anh đã tính ra rồi, đánh là
cái chỉ số, cái thông số màu của nó là thăng 038296. Thì các anh chị cứ ghi lại đi, rồi khi mình vô thiết kế mình chọn đúng cái thông số màu này cho anh. Nếu mà ai chưa hiểu thì mình có thể tham khảo thêm ha. Còn ở đây là cái thông số màu này, nó mặc định là mình phải học thuộc lòng. Nếu mình không học thuộc lòng thì mình ghi ra một cái mảnh giấy nào đó bỏ vô bóp. Lúc nào cần thiết kế hình ảnh cho cái trang của mình mà liên quan tới bảo hiểm, liên quan tới bên pha, thì mình tỉnh cái màu này vô cho anh nha. Tương tự đó là màu cam cũng vậy. Màu cam thì là R247G141B45. Thì anh cũng tính ra là cái thông số màu của nó là thăng F78D2D. Các anh chị cứ học thuộc lòng hai cái thông số này cho Hồng Anh. Còn cái thông số màu trắng thì nó rất là dễ. Mình lên đó mình kéo cái rẹt về cái góc bên trái cùng nó là màu trắng. Thì Hồng Anh sẽ qua thực hành. Hồng Anh sẽ qua thực hành đó là Hồng Anh sẽ thực hành trước một bài, một hình. Và sau đó là Hồng Anh sẽ nhờ một bạn để mà thực hành. Để cho các anh chị hình dung là không phải riêng một mình Hồng Anh làm được. Mà tất cả các anh chị ở đây, dù là giỏi hay là dở hay là rất dở hay là rất giỏi cũng đều làm được từ những cái bước đó là cơ bản của Hồng Anh. Hồng Anh vào cái trang Canva ha cả nhà. Mình vào canva.com. Các anh chị cũng thực hành trên máy tính của mình luôn ha. Anh chị nào làm trên điện thoại cũng được. Nếu như mà mình quen dùng trên điện thoại thì mình cứ làm trên điện thoại ha. Vô canva.com. Thì á, khi mà mình có một fanpage á. Chờ năng xíu, anh bỏ thêm phút. Đây, Hồng Anh lấy cái fanpage của Hồng Anh ví dụ cho cả nhà xem ha. Hồng Anh có cái fanpage là bảo hiểm xe lăn. Thì giống như là ngay từ ban đầu Hồng Anh đã xác định cái trang này Hồng Anh làm để nói về cái lĩnh vực bảo hiểm mà Hồng Anh đang là thành viên của BinFa, cho nên Hồng Anh phải truyền tải những cái gì liên quan tới BinFa. Thì là thứ nhất là màu sắc của Hồng Anh là cái màu xanh ngọc của BinFa. Rồi bây giờ là ví dụ như mình tạo một bài viết ở đây. Bây giờ Hồng Anh tạo lại một cái ảnh bìa khác. Ví dụ ảnh bìa này mình thấy không đẹp, mình tạo lại một ảnh bìa khác. Thì các anh chị có thể vào canva.com ha. Các anh chị chọn đây nè, template. Ai mà mình chưa có login thì mình cứ login bình thường. Login bằng email hoặc là Facebook của mình, hoặc là một cái thông tin email rồi để mà có một cái tài khoản login riêng cũng được. Còn login bằng email đó, thì mình phải login bằng email trước trên cái trình duyệt, xong rồi mình mới login được bằng Canva. Các anh chị lưu ý chỗ này nha. Đây, ví dụ như mình Hồng Anh tạo ảnh bìa cho Facebook đúng không? Thì Hồng Anh sẽ vô on template nè. Rồi Hồng Anh sẽ vô mặt social media. Hồng Anh sẽ vô Facebook nè. Facebook cover nè cả nhà, thấy không? Facebook cover tức là cái ảnh bìa đó, cái này gọi là ảnh bìa. Còn cái ở dưới đây đó gọi là avatar nha. Cover là ảnh bìa thì mình đi vô Facebook cover. Nếu như mà mình không đo được cái kích thước, mình không đo được cái kích thước của ảnh bìa đó thì mình vô đây mình tạo Facebook cover là mặc định là cái hình ảnh mình xuất ra là nó đúng chuẩn của Facebook. Hồng Anh chọn đại một cái template nào mà Hồng Anh muốn, Hồng Anh cảm thấy nó phù hợp. Ví dụ Hồng Anh chọn hình ảnh này đi. Mai ơi. Chị cũng hỏi. Rồi. Mình chọn xong rồi mình sử dụng ha. Customize this template nè. Mình chỉnh sửa nó. Thì cả nhà thấy không? Cái hình ảnh này á, là nó đang là màu vàng. Và mình á, thì mình muốn sử dụng hình ảnh và màu sắc theo BinFa. Cho nên mình bấm vào đây. Và mình ở đây nó có cái thông số màu đây nè. Background color nè. Mình bấm vô, mình chọn cái màu của BinFa. Đây, cái này là do hai cái thông số màu này đã được
đã được chỉnh sẵn, cho nên là Quỳnh Anh có đây. Nhưng mà ví dụ trên máy các anh chị chưa có thì các anh chị vô dấu cộng này nè, add a new color nè, các anh chị vô dấu cộng này, các anh chị gõ cái thông số màu hồi nãy cho năm, thông số màu của màu anh muốn là màu cam đi ha. Màu cam thì là F78D2D. Đây, dấu than Hoàng Anh để lại. F78D2D. Nó ra màu cam của VinFast rồi đó cả nhà. Rồi bây giờ cái bóng đèn này, Hoàng Anh muốn nó là màu trắng thì Hoàng Anh chọn như màu trắng. Màu trắng thì nó dễ rồi ha. Đó. Còn cái chữ này Hoàng Anh muốn nó là màu xanh ngọc. Thì chữ thì chọn màu ở chỗ này. Chữ A này là text color. Màu xanh ngọc là chỉ số màu là 038A96. Mình gõ vô đây, mình để lại dấu than ha cả nhà. 038A96. Hai thông số này các anh chị vui lòng học thuộc lòng. Khi nào mình muốn thắc mắc thì mình sẽ đợi dịp để mình thắc mắc sau. Nhưng mà trước mắt mình cứ học thuộc lòng đi. Bởi vì đây là thông số chuẩn của VinFast. Rồi. Cái này mình cho nó về màu trắng nha. Như đây màu trắng đây. Đó. Các anh chị thấy dễ không ạ? À? Đây. Rồi. Bây giờ là mình... Cái chữ này mình muốn cho màu gì cũng được ha. Tùy mình mà cảm thấy là nó nổi. Bây giờ mình chọn màu xanh trên nền cam nè. Thì thật sự là nó không nổi. Nhưng mà Hoàng Anh đang chỉ các anh chị các bước để mà mình thay đổi hình ảnh và nội dung. Mình nếu như mình giống như Hoàng Anh đó, là Hoàng Anh không có biết về thiết kế. Cho nên Hoàng Anh nhìn cái hình đó, Hoàng Anh không biết thế nào là đẹp, thế nào là xấu. Cho nên là Hoàng Anh cứ dùng theo đúng cái mẫu của Canva nó cung cấp sẵn. Canva nó cung cấp rất là nhiều mẫu cho nên mình tha hồ lựa chọn. Cái nào mà có hình mà mình cần thay thế, mình sẽ up cái hình lên, mình upload ngay đây nè. Mình up cái hình lên và mình thế vô cái hình của mình. Cho nên nó là mình đừng có thay đổi cái bố cục của cái mẫu, nó sẽ làm mất đi cái tính thẩm mỹ. Sau khi đã xong rồi nè, mình bấm nút share. Xong rồi á, mình bấm nút download ở đây. Cả nhà mình theo kịp không ạ? Bấm nút download nha. À khoan, bây giờ cái chữ Disuno thì anh muốn đổi lại. Bạn đã biết chưa? Đó, nếu mà nó như vậy nó sẽ tuột hàng này, cho nên nó sẽ xấu. Thì một á là mình kéo cái này ra. Còn hai á là mình co nhỏ cái chữ lại bằng cái cách là bấm nút dấu trừ ngay đây. Đó. Các anh chị nào? Để nghe trong phòng này nè. Rồi mình share thôi. Bấm vào nút share xong rồi bấm vào nút download. Ở đây hình ảnh mình dùng cho Facebook á, thì mình chọn JPEG ha. Cái đây là độ phân giải nè các anh chị. Mình có thể chọn độ phân giải cao để mà cái hình của mình xuất ra nó sắc nét. Còn quality nè, cho 100% luôn. Thì cái chất lượng hình nó sẽ rất là tốt ha. Đây, tải về xong rồi. Đó là Hoàng Anh đã xong một cái ảnh bìa. Hoàng Anh sẽ vào đây, Hoàng Anh thế cái ảnh bìa. Tải ảnh lên. Chọn cái ảnh bìa này. Đu thay đổi. Rất là đơn giản ha. Chỉ cần 2 phút. Nếu mà mình rành thao tác, chỉ cần 2 phút là mình có một cái ảnh. Rồi tới đây các anh chị nào mình thắc mắc không ạ? Nếu như không có thắc mắc, mình nên đi tiếp ha. Và tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn tạo một cái bài post
Chị Hải thấy có bạn Hồng Huê này giơ tay, có Quỳnh Anh có giải đáp. Mời dạ Hồng có Huê. Chị ơi cứ hỏi đi chị. Rồi cho chị hỏi một chút xíu, chị không tiền mở cam nhé, cho chị hỏi một tí. Dạ. Khi này cái chỗ mà chỗ download ta về ấy, thì mấy lần chị cũng download rồi, nhưng mà không biết là mình lại vào cái hình chỗ download ra có dán là vào Zalo chẳng hạn, chứ không có biết là nó sẽ chạy về ở ở chỗ nào ấy. Hoặc có thể là nếu mà mình download mình lưu về ở trong các cái ổ đĩa mà trong máy tính của mình thì có được không em? Dạ được chị, nó mặc định nó chui vô cái thư mục download nha chị, giống như em share lại. À rồi, nó chui vô mặc định vào cái chỗ download đúng không? Không cho mình chọn cái gì? Đúng rồi, nó mặc định tùy ra cái lúc mà chị, cái máy của chị nó mặc định về cái thư mục download nào á, thì nó sẽ về. Ví dụ chị, cái máy của chị cài mặc định thư mục download của chị là ổ C thì nó sẽ về ổ C. Còn như cái máy của em mặc định thư mục download nó về cái nút cái thư mục download này nè, thì là em biết mỗi lần mà mình ấn cái nút download là nó sẽ về thư mục download thôi. Cái này là mặc định của đa số máy tính đó chị. Cho nên là chị cứ bấm download ha. Chị cứ bấm download nè, em share lại cái chỗ của Canva cho chị. Chị cứ bấm nút download này nè. Share nè. Rồi download nè. Xong rồi chị chọn cái này ha. Hình như em download rồi, nó cho nữa đó. Để em thử lại cái này đi. Đây chị, nó ra cái nút download này nè. Chị bấm vào là nó sẽ, sau khi chị bấm vào á, là nó sẽ tải đó. Chị phải đợi cho nó chạy hết cái thanh này. Nó chạy hết cái thanh này mà nó ghi chữ complete nè. Đó thì chị hãy vào cái thư mục download của mình, chị kiếm cái file đó ra. Rồi, cảm ơn Thuyền Anh nhiều nghe, Thuyền Anh dễ thương quá. Cảm ơn em. Chị Hải thấy có bạn Nhuận cũng có biểu tượng giơ tay. Mời bạn Nhuận đi. Chị Hải đã hỗ trợ bật tiếng cho mình rồi. Em chào chị Hải, chào cả nhà. Huỳnh Anh cho chị hỏi là chị đang học lớp Quốc Phượng cũng có dạy qua, nhưng mà khi chị vào cái thiết kế ảnh của mình ấy, thì chị vào bằng điện thoại thì lại phải không biết chỉnh cái phông chữ, mà dụ như là chị chọn cái ảnh mà chữ to thì là chị sẽ viết được chữ to, mà ảnh chữ bé thì được cái chữ bé, mà khi chị phải để cái chữ đấy thì gọi là mình thay đổi chữ thì được, chứ mà chị xóa hết chữ đi chị viết lại thì không viết được trên điện thoại, không biết vào cái lúc nào để viết được ấy. Dạ. Em share màn hình nha chị. Ừ, chị chỉ có làm trên điện thoại, không biết làm trên máy tính, không có. Ừ, chị không có máy tính. Bây giờ chị thấy cái màn hình của em rồi đúng không? Có thấy. Bây giờ cái chữ did you know nè, em xóa đi. Ví dụ như em để ở đây nha, em bấm hai cái vô thì em sẽ thay thế hình, em sẽ thay thế nội dung được đúng không? Nhưng mà em xóa đi. Em xóa luôn cái ô này đi. Thì bây giờ chị bấm vô chị đâu có biết hình, đâu có biết chữ được đâu đúng không chị Nhận? Là cái vấn đề của chị là như vậy đúng không? Đúng rồi. Giờ không biết đó được chữ. Thì, dạ, thì bên cái thanh công cụ bên trái này chị nhìn thấy không? Design nè, element nè, upload nè, test nè. Chị thấy không? Chị thấy, nhưng mà ý chị đang hỏi làm trên điện thoại nó có giống cái này đâu. Trên điện thoại thì cái giao diện nó khác, nhưng mà những cái chức năng này chắc chắn là nó sẽ có cho chị. Là chị vô bấm test nè. Đó, chị nhìn chữ test nè. Chị bấm ngay cái nút test thì nó sẽ hiện ra cái dàn kiểu chữ cho chị. Bây giờ em lấy đại cái kiểu chữ này đi ha. Đó, thì nó sẽ ra đây. Chào chị Nhận. Được chưa chị? Nó nhỏ quá thì em cộng lên. Hoặc là em kéo nó ra. Kéo nó ra thì nó cũng không to. Bây giờ cộng nó cực quá, em gõ số luôn, 98. Đó. Chị thấy không? Là chị muốn thêm cái thành phần nào thì chị phải chọn cái công cụ bên trái. Thì cái giao diện trên điện thoại là nó sẽ khác. Chị nhận hình dung chưa? Trên điện thoại thì nếu mà lúc nào mà chị thực hành trên điện thoại á, thì chị phải thực hành với một người mà có thể xem được cái màn hình điện thoại của chị, để họ chỉ cho chị cái công cụ nó nằm ở chỗ nào. Nhưng mà về cơ bản là chị sử dụng cái công cụ đó để chị thêm cái thành phần đó. Được chưa chị? Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn nhé.
Các anh chị nào mình còn thắc mắc nữa không ạ? Em đi tiếp nha cả nhà. Bây giờ là Huỳnh Anh sẽ thiết kế một cái hình liên quan tới bảo hiểm. Một cái bài post mà mình sẽ kêu gọi người ta tham gia bảo hiểm chung với mình, là mình sẽ hỏi người ta là đã có tham gia bảo hiểm chưa. Vậy đó, đại khái là cái nội dung đó mình phải viết sẵn. Hình như Huỳnh Anh có làm luôn rồi nè, để Huỳnh Anh share lại cho cả nhà coi. Ok, để Huỳnh Anh share lại nha. Em xem màn hình chưa vậy chị? Chưa thấy đâu Huỳnh Anh. Rồi, em share lại rồi. Rồi, ok rồi đó. Bây giờ em sẽ viết nội dung của cái bài là tham gia bảo hiểm 10.0 nha. 10.0 khi mà tham gia cùng VinFa. Đây, 10 điều không giúp cho kinh doanh bảo hiểm online trở nên nhẹ tên. Thì cái bài này hồi xưa cái hình này là Huỳnh Anh sử dụng cái hình cũ của VinFa, bây giờ Huỳnh Anh sẽ thiết kế cái hình mới. Mình cũng nói về cái nội dung này thôi, cho nên Huỳnh Anh sẽ copy trước cái bài này nha. Copy trước. Rồi, ở trên đây. Khi nào bạn đang nghĩ gì cái ô này nè, Huỳnh Anh sẽ để vô cái nội dung vô trước. Nên pass cái nội dung đó thôi. Cái thao tác này cũng dễ ha các anh chị. Mình sẽ bước qua. Bây giờ mình sẽ tạo một cái bài post mà có một hình. Thì mình sẽ vào trang chủ lại nha. Hồi nãy vào đi từ từ lại cho các anh chị mình dễ nắm. Canva.com. Xong rồi vào template ha. Xong rồi social media. Xong rồi Facebook boss. Thì khi mà mình muốn là cái hình của mình á, là cái bố cục nào thì cũng giống như hồi nãy các anh chị chọn ở đây. Bây giờ Huỳnh Anh sẽ chọn cái hình này đi. Cái hình này Huỳnh Anh, tại vì sao Huỳnh Anh thấy nó có list nào 1, 2, 4, 5 mà của Huỳnh Anh tới 10 lần. Cho nên là có thể là cái bài này sau khi Huỳnh Anh thiết kế cái hình này xong thì cái bài Huỳnh Anh sẽ lọc ra còn 5 thôi. Mà kiểu vậy có nghĩa là mình sẽ hình phù hợp với nội dung và nội dung cũng phải phù hợp với hình. Đây bây giờ cái hình cái cô này mình muốn thay đổi thì thay đổi, không thì mình cứ để đó ha. Cái màu này mình phải thay bằng cái màu của VinFa đi. Màu VinFa nãy mình chọn rồi nè. Do hồi nãy mình chọn rồi cho nên nó còn ở đây. Còn ví dụ mình chưa chọn thì mình vào lại. Thông số màu của VinFa là F78D2D, màu cam VinFa. Rồi. Ở đây nữa nè. Các anh chị cứ rê vô mà nó có như vậy là tức là mình có thể là thay đổi được thuộc tính của thành phần đó. Thì cái này mình cũng cho màu cam luôn. F78D2D. F78D2D. Nhưng mà mình cho màu cam như vậy thì nó sẽ thành giống cái màu cam cái ô bên trên đúng không cả nhà. Cho nên mình kéo cái vòng tròn này nè. Mình kéo đi cho nó nhạt tí xíu. Mình kéo sao cho thấy đẹp thôi nha. Tùy vào mắt. Rồi cái ô bên này mình cũng thay đổi. Mọi thứ mình đều từ cái màu chuẩn của VinFa mà mình ra. F78D2D. Đó, thì mình kéo. Cái này nó nhẹ hơn cái. Đó. Rồi nha cả nhà. Rồi bây giờ cái này, cái chữ này màu trắng thì ok rồi nè. 5 lý do đi. 5 lý do bạn nên tham gia
VinFast. Các anh chị thấy nó xấu không? Cho nên mình phải kéo lên chút. Kéo ra xíu. Kéo ra xíu. Đó. Cho chữ nhỏ lại chút đi rồi đó. Các anh chị thấy nó đẹp lại rồi đúng không? Rồi bây giờ bước 1. Mình phải qua cái nội dung của mình. Bước 1 nè. Mình sẽ lấy là không thiếu nguồn hàng phân phối. Copy bỏ qua. Nếu mà nó dài quá mà nó ấy thì mình có thể lọc bớt cái nội dung của mình. Đó, các anh chị thấy không? Rồi tiếp theo bước 2. Mình sẽ làm tương tự y như vậy. Thay cái hình của mình không lo về vốn. Rồi bước 3. Không rủi ro. Không giao hàng. Điểm số 4 là không giao hàng. Và điểm số 5. Không áp lực doanh số. Khi mà mình thiết kế hình như vậy là nó cũng giúp mình một phần đó là mình thuộc bài á các anh chị. Rồi. Bây giờ hình của cái cô này tùy mình có thể thay đổi hoặc không, nhưng mà để Hoàng Anh thử thay đổi cho các anh chị xem. Mình để hình của cô gái này qua. Đó. Các anh chị cứ ấn vô vậy thôi. Ấn vô khung là tự động nó ra là nó đẹp rồi đó. Cái này ở dưới này mình có thể ở dưới này là mình thế bằng số điện thoại của mình liên hệ ha. Không 909999999 cả nhà. Rồi đó, mình sẽ xong một bài, xong một hình, vẫn là tiếp tục bấm nút share, xong rồi bấm nút download, xong rồi tải về. Trời, đang quên chọn thành CBEC rồi. Và ở đây là từ cái số 6 trở đi nên bỏ nha cả nhà. Có nghĩa là mình cái hình của mình thiết kế có 5 thôi và cái bài mình nói về là tới 10 thì nó rất là không đẹp, cho nên bỏ cái hình đó lên. Thêm hình. Đây. Cái hình cái cô gái này nè, các anh chị có thể thế bằng hình của các anh chị ha. Đăng. Xong. Rất là nhanh ha, mình chỉ cần một, chắc là một bài mình cần cỡ 5 phút thôi. Nãy giờ là Hồ Anh vừa làm vừa demo cho nên nó mới lâu. Đó, xong một bài đó. Rồi các anh chị nào có thắc mắc chỗ này? Đúng rồi đó, Hà Lan nói đúng rồi nè. Nên thiết kế ảnh xong rồi bỏ nội dung vô, xong rồi lên lịch. Thì cái bài lên lịch là buổi 2 mình học rồi. Còn buổi 3 là mình thiết kế những cái nhỏ 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 này để mình áp dụng cho buổi 2. Là cái phần hướng dẫn của Hồn Anh đến đây là hết rồi đó. Và Hồn Anh sẽ mời một anh chị nào đó mình muốn thực chiến. Mình hãy thực chiến để cho các anh chị khác nhìn theo để mà học hỏi nha. Hồn Anh mời cả nhà. Nếu như cả nhà có thắc mắc thì mình cứ thắc mắc, còn cả nhà không có thắc mắc thì mình cứ thực chiến. Tại vì chỉ có làm gì thì mới giỏi thôi.
Cảm ơn phần chia sẻ rất là rõ ràng chi tiết của Huỳnh Anh đúng không ạ? Và Hải hiện nay thì có bạn Đức Kiên Giang. Hải hỗ trợ bật mic cho Đức Kiên Giang nhé. Rồi xin mời. Chào tất cả các anh chị em. Buổi trưa năng lượng. Chú bạn Đức nói tiếng hơi nhỏ nhỉ? Mình có thể nói to lên một chút không? À, xin chào cả nhà. Được, ok rồi. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Cả nhà cũng còn nhỏ lắm anh Đức ơi. Dạ. Em nghe. Đưa cái mic lên gần miệng hơn đi. À, thế à? Chú mic bên này bị sao vậy ta? À, nghe chưa ạ? À, nghe rồi. Alo, nghe chưa? Nghe rồi. À. Nghe nhưng mà cũng nhỏ, nhưng mà anh Đức nói đi. Ok. Cả nhà sẽ cố gắng lắng nghe anh Đức. Nghe chưa ạ? Nghe rõ chưa ạ? Cũng không được to lắm nhưng mà dạ. Đưa cái này bị lỗi gì ta? Anh đưa cái biển luôn vậy nè. Đưa cái chỗ cái mic lên miệng gần hơn thì nó sẽ rõ hơn á. Alo alo alo. Ok rồi. À, thế à. Máy bị lỗi gì ta? Rồi, em xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà. Rất là rõ rồi đó. Buổi trưa nhiều năng lượng. À ok. Rồi, em có cần giới thiệu sơ qua về bản thân không ạ? À? Chắc mọi người chắc có chứ. Có chứ. Rồi, ok, em xin giới thiệu sơ qua về bản thân nha. Em tên đầy đủ là Danh Huỳnh Trọng Đức. Hiện đang sinh sống và làm việc ở tỉnh Kiên Giang. Nghề nghiệp của mình là dược sĩ. Mình tham gia BinFa này thì đến thời điểm nay cũng đã được hơn 3 năm rồi. Và hiện tại cấp bậc của mình đang ở là vị trí thứ tư. Các bậc trưởng ban kinh doanh thì các anh chị có yên tâm vào BinFa này á, thì không được gì khác ngoài cái học hỏi được ở rất là nhiều các anh chị em đồng nghiệp chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là những cái gì thực tiễn ở trên ở ngoài đó, mà mỗi ngành nghề chúng ta chưa có ai học được đó. Cả cả như Đức đây là dược sĩ nhưng mà cũng thật sự ra những cái viết content hay là những cái gì đó hoặc là quay video rồi đó thì Đức đều là con số 0, và kể cả bảo hiểm cũng là con số 0 luôn. Tuy rằng mình làm ngành y tế nhưng mà đối với Đức thì đến với BinFa thì học rất là nhiều cái những cái kỹ năng, những cái chuyên môn mà Đức chưa bao giờ được biết. Đó là một cái điều tuyệt vời khi đến cộng đồng tại BinFa này. Thì các bạn như cũng như các anh chị muốn tìm hiểu sâu hoặc là muốn đồng hành cùng BinFa thì các anh chị hãy đồng hành ngay và luôn ạ, để mình được trải nghiệm và được học tập những cái giá trị mà mình chưa bao giờ biết đến. Rồi thì cũng rất mong các anh chị cũng buổi trưa này cũng đầy năng lượng để ủng hộ cho mọi người có những sức hút và những cái gì đó đầy nghị lực để mình cùng phát triển tại BinFa nhé. Em xin chào ạ. Là anh Đức có muốn làm thực hành luôn cái bài của Huỳnh Anh vừa chia sẻ không ạ? Hay là chỉ muốn chia sẻ về cái đâu, cảm nhận của mình? Đâu làm là mình phải thực chiến luôn chứ. À, thì thực chiến luôn rồi. Dạ, đúng rồi. Tại vì đối với này thì mình cũng đang học tập tành mà, cho nên là cũng cùng các anh chị chia sẻ. Dạ. Rồi, mời anh Đức phối hợp với Huỳnh Anh nha. Ok. Anh Đức ơi, hồi anh làm xong hai cái hình rồi đó. Cho nên tới cái phần của anh Đức là anh Đức làm video nha. Hồi anh hướng dẫn cho, nó dễ lắm luôn. Ok, ok, tuyệt vời. Dạ. Cứ giảng viên hướng dẫn gì em làm cái đó à. Cả nhà mình theo dõi màn hình của anh Đức nha cả nhà. Khi mà có bất cứ một cái thắc mắc nào tại cái thời điểm mà anh Đức thao tác như vậy, cả nhà cứ giơ tay và anh Đức sẽ dừng lại, anh Đức sẽ giải đáp cho cả nhà nha. Anh Đức giải đáp chứ quay hình ảnh đâu. Rồi anh Đức vào sẵn Canva, rồi vào sẵn Facebook, rồi anh share màn hình. Canva, rồi ok, đợi xíu. Rồi, các anh chị em đã thấy màn hình mình chưa ạ? Thấy rồi, Đức ạ. Dạ, ok, cảm ơn ạ. Rồi, tiếp tục giảng viên hướng dẫn em làm gì thì em làm đó nha. Bây giờ anh Đức chuẩn bị sẵn một cái nội dung đi để hồi mình đỡ lạc đề giữa cái nội dung phương tiện với cái nội dung chữ nha. À, cái nội dung là giống như là quay video hả?
mình sẽ làm video chứ không có quay. Quay là ai có cũng có điện thoại cũng có thể quay rồi, cái chuyện đó là đơn giản. Rồi, ok. Anh mở cửa sổ Facebook ra đi. Anh có thể soạn bài, cả nhà có thể soạn bài trực tiếp trên cái ô mà của Facebook hỏi là bạn đang nghĩ gì, hoặc cả nhà có thể là soạn bài trong cái ô công cụ lập kế hoạch của Meta mà hồi buổi 2 mình có học đó. Bên nào cũng được. Nếu mà mình đăng ngay thì mình đăng ở trong cái chỗ bạn đang nghĩ gì. Còn mình không muốn đăng ngay mà mình muốn lập lịch thì mình phải vô Meta. Anh Đức vô Meta đi anh Đức. Thấy màn hình em share chưa ạ? Thấy rồi đó anh. Thì bây giờ mình sẽ lên lịch hoặc là mình cứ đăng bài ha. Mình lên lịch thì mình đăng bài gì cũng được. Bảo hiểm cả nhà mình có để ý là hiện tại mình có hai cái sản phẩm đang rất là chạy ở bên pha, đó là Phu Bông với lại Pacific Cross. Cho nên mình có tạo fanpage hay mình có tạo nội dung đó, thì mình ưu tiên tập trung vào hai cái sản phẩm đó trước nha. Để mình kéo doanh số về chứ không gì hết trơn á. Mình làm cái này để phục vụ cho việc kinh doanh của mình mà. Rồi tiếp theo làm gì nữa giảng viên ơi? Rồi bây giờ anh vô công cụ lập kế hoạch nè. Rồi, ok. Thì anh tùy anh. Nếu mà chưa có bài thì anh phải nút tạo ở trên. Thì tùy anh nghĩ ra cái nội dung gì đó. Xong rồi từ cái nội dung đó mình mới đi làm hình ảnh. Hoặc là mình có hình ảnh rồi mình phải quay về mình viết nội dung phù hợp với cái hình ảnh đó. Hình ảnh với video, anh Đức muốn làm cái nào trước? Muốn có nội dung rồi mới đi làm phương tiện? Hay là muốn có phương tiện rồi mới về làm nội dung? À, để mở cái nội dung. Ủa anh Đức out rồi hả chị Hải? Đâu có, đang đây. Vẫn đang chăm chú làm việc. em thấy anh Cảnh. Em thấy không thấy anh Đức. À, chị Hải có nhìn thấy Đức và Cảnh cả hai. Yeah. Rồi ok, coi như mình lấy cái nội dung này đi. À, gọi là gì? Bắt đầu từ con 60 về bảo hiểm được không? Mình copy qua được. Nội dung ngắn thôi để mình làm video ngắn cho cả nhà mình dễ hiểu ha. Rồi sau này cả nhà mình cứ phát triển lên. Rồi có thấy màn hình em share chưa? Đó. Rồi 5 bước luôn giống như anh hồi nãy đúng không? Nhưng mà nội dung okay khác. Ok rồi. Bây giờ anh vào Canva nha. Qua tab Canva. Rồi qua Canva. Rồi. Bây giờ anh vào tab Canva thì anh cũng là template là mẫu á. Các anh chị nào sử dụng giao diện tiếng Việt thì chỗ này là mẫu nha. Còn tiếng Anh thì nó là template. Rồi mẫu xong rồi. Rồi anh mạng xã hội. Rồi mở mạng xã hội. Rồi. À khoan, anh cứ lăn bên trái xuống cho anh coi nó có những cái lựa chọn gì ở bên trái, cột bên trái á. Video ngắn, video TikTok. Video cái video của Facebook bây giờ là nó cũng có cái kích thước giống như video TikTok, cho nên mình cũng có thể sử dụng video TikTok để mình làm video rồi mình up lên cho Facebook của mình. Dạ, mình lấy cái video TikTok đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi chọn như đây. Okay. Cái này là mẫu thôi nha, khi các anh chị làm thì các anh chị có thể tùy biến ra cái mong muốn của mình. Rồi năm anh lăn xuống coi cái nào phù hợp mà có thể liệt kê được 5 cái. Hoặc là không cần liệt kê 5 cái đâu. Cái nội dung của anh là nói về... Anh lăn xuống đi. Lăn xuống rồi mình lựa.
Anh Đức ơi, Yeah. anh quay lại ra ngoài đi, anh quay lại ra trang chủ Canva đi, mình chọn từ video luôn. Đầu là mình đó vô. Có chữ video dưới mạng xã hội đó anh. Đây. Đó, ở đây có video Facebook nè. Các anh chị chọn từ đây cũng được ha, chọn từ mạng xã hội cũng được, tùy mình. Đại cái nào đi cô giáo hả? Chọn đại đi, mình điều chỉnh mà. Rồi, đại cái này. Anh chọn cái mẫu nào mà nó đơn giản để nó phù hợp với cái bài của anh đó. Chưa làm lần nào cho nên cũng không biết cái nào gọi là đơn giản. Cứ chọn ngẫu nhiên đi anh, chọn ngẫu nhiên đi rồi mình làm. Rồi, ok, chọn ngẫu nhiên. Có thể nha, trong cái buổi này anh Đức sẽ làm chưa có hoàn thiện. Nhưng mà các anh chị sẽ thấy được, sẽ hình dung được các bước để làm. Rồi về anh Đức sẽ hoàn thiện sau và các anh chị sẽ cũng tự hoàn thiện cái video của mà các anh chị mà các anh chị muốn làm. Rồi, tiếp tùy theo là gì cô ơi? Một cái nút màu tím á, tùy chỉnh mẫu này. Tùy chỉnh, rồi. Trời ơi, giờ này mà anh đưa hình đồ ăn lên. Chị Hải ơi. Kích thích vị giác của mọi người à. Rồi, ok. Rồi bây giờ anh cứ sáng tạo ra nha. Hai cái hình đồ ăn anh có thể là thế bằng hai cái hình gì đó mà nó liên quan tới VinFast. Anh vô upload. Upload ở dưới là tải lên á, cái chỗ tải lên đúng rồi. Có thể là cái hình đồng đội, cái hình teamwork á, cái hình VUM up, nên nói chung là những cái hình mà liên quan tới công việc của mình. Giờ mình đưa đại hình đi nha. Chưa? Rồi tiếp đi anh. Anh kéo cái hình qua tí xíu, nó không đứng chính giữa. Kéo qua trái chút, đúng rồi. Rồi, cái hình ở dưới ok. Rồi cái bữa trưa lành mạnh đó. Thế đi, thế bằng cái nội dung gì đó. Cái tỷ lệ mà video của mình bây giờ đó là 90%, cái tỷ lệ rất là tiện dụng nha cả nhà. Cho nên mình cũng ưu tiên làm cái video đó. Ở dưới anh ghi là danh Huỳnh Trọng Đức cũng được. Không, đừng nhét. Đừng có nhét nhiều chữ quá. Anh ghi đó là team Đức Kiên Giang đi chẳng hạn, ví dụ vậy. Okay. Anh cứ làm theo mẫu nha, ví dụ cái mẫu mà cái chỗ đó hai dòng thì mình cứ là hai dòng thôi. Hoặc là một dòng thôi. Có nghĩa là cái chỗ đó là nó đã bố cục, là cái chỗ đó nó ngắn nó nhỏ như vậy rồi để cho nó dễ nhìn. Không bị bể bố cục.
Rồi anh Đức làm đúng rồi đó. Anh rất là đang chọn màu cho cái chữ đó nha cả nhà. Mình cố gắng mình thuộc hai cái thông số màu của màu xanh ngọc với màu cam nha. Cố gắng là trong quá trình mình làm đừng có làm sai. Sao nhắn nó ra ta? F7 8D2D màu xanh hả? Đánh. Màu xanh là để anh coi. 038A96. Nhưng mà nhắn số được rồi, cái cứ đi coi như vậy đi. Rồi, còn gì nữa không cô? Rồi bây giờ cái màu vì ở ngoài nó đang màu xanh gì kìa, anh đổi lại đi. Cái hình của mình á là cái hình ở dưới của anh á là cái hình bốn người á là nó đang là màu xanh rồi, cho nên cái vì ở ngoài anh đừng để màu xanh nữa. Cam, anh để màu cam nha. F78D2D. Rồi đó. Rồi cái bắt đầu từ số 0 về bảo hiểm kìa. Không, anh phải chọn vô cái chữ đó. Chọn vô cái chữ đúng rồi. Bấm bấm đôi vô. Bấm đôi vô. Đúng rồi, một chữ. Này cho màu gì đó? Cái này cho màu xanh đi, màu xanh hồi nãy anh chọn rồi kìa. Đó, ok. Rồi, đít ra ngoài. Đít ra ngoài, ok ha. Rồi anh qua cái ô số 2. Anh bấm thử cái nút play coi. Anh bấm thử cái nút play coi. Cái nút play ở dưới á. Ở dưới là... Rồi, ô đầu tiên có nút play á. À đây. Đó, đó, đúng rồi, đúng rồi. Không có gì đâu. Đó rồi ba cái hình kế bên anh cũng làm tương tự theo. Ví dụ bắt đầu số 0 về bảo hiểm thì có những cái điểm gì mà anh muốn người ta để ý trong cái video này của anh. Video này có mấy giây à, cho nên nó cũng sẽ rất là thu hút ha, nếu như mà nó đúng. À đừng có xóa. Anh đừng xóa. Anh sửa lại cái bố cục của nó thôi. Thay hình, thay chữ, thay màu giống như hồi nãy anh làm cái đầu tiên á. Đừng có xóa trang. Rồi anh đứng đâu rồi? Chắc là bị tắt xe rồi Đức. Rồi, ok nha. Đây em chạy lại nè, em tái bản cho nó ba bản gì như nhau nè. Ủa sao anh lại sửa nó giống nhau hết trơn vậy? Ở thì em làm gì cho nó nhanh á? Không, anh làm như vậy nhanh nhưng mà những người khác họ sẽ không hiểu. Anh Ctrl Z đi. À Ctrl Z lại hả? Ctrl Z nữa. Rồi, anh vô cái ô số 2 đi. Rồi vô ô số 2. Rồi, anh thế bằng cái màu rồi cái chữ. Có nghĩa là mình phải làm theo cái bố cục của Canva, bởi vì mình chưa giỏi để mà mình sáng tạo bố cục. Nếu mà mình giỏi, mình thành một cái người thiết kế, mình làm bố cục rồi mình làm video thì cái chuyện đó là nó sẽ rất là tốt hơn. Nhưng mà ở đây là đang nói là mình không có những cái dữ liệu đó trong tay thì mình phải sử dụng của Canva để mà mình làm, để mà mình phục vụ cho công việc của mình nó vừa đẹp vừa nhanh. Ok, thống nhất. Còn anh chạy một cái video mà ba cái template nó giống nhau thì người ta đâu có thấy nó có cái gì đặc sắc đâu. Ok. Rồi, tới cái này cái gì đây?
không lo về vốn. Cái điểm đầu tiên là cái rất là đặc biệt luôn, ở cái mô hình kinh doanh nào người ta cũng sẽ yêu cầu các anh chị là một là đặt cọc đại lý bao nhiêu triệu đó, hai là anh chị phải mua cái số lượng hàng đầu tiên, một sản phẩm, hai sản phẩm, ba sản phẩm để mà mở mã số. Nhưng điều đó không có ở VinFast. Ở VinFast là các anh chị không hề lo về vốn luôn đó. Rồi thay thế bằng hai cái hình này. Hai cái hình này thì cái dữ liệu của anh chị muốn đưa vào cái gì thì đưa. Còn như chỗ anh Đức thì có thể đưa vào cái hình của BUM Up thôi. BUM Up hoặc là những cái hình huấn luyện của Binfa mình cho thành viên đó. Ô, cái này nó hơi bự quá thì chỉnh sao ta? Nó hơi quá khổ mà, cái hình này nó hơi quá khổ. Không sao, mình làm mẫu thôi anh. Khi nào mà anh xuống zoom thì anh sẽ làm cái này cho nó hoàn chỉnh lại nha. Các anh chị cũng tự làm cái nội dung cho mình bằng những cái hình ảnh, những cái màu sắc chuẩn. Hình ảnh thì của mình thiết kế, của mình chụp xong mình đưa lên đây mình ép vô. Cái màu bên ngoài, cái màu xanh lè bên ngoài kìa. Đó, cái nào bự quá là anh phải lo anh sửa trước. Còn mấy cái nhỏ nhỏ, ví dụ mình quên sửa người ta vẫn không để ý. Đó, rồi chưa? Đó là xong cái template thứ hai, nó đâu có mất thời gian của anh đâu. Rồi. Cái qua. Ủa cái này nó là hình vuông lắm mà sao anh tô màu cam luôn vậy? Rồi ok. Rồi. Cái template thứ ba nó cũng nhanh mà đúng không? Nếu mà các anh chị đang rất là mất thời gian cho cái chuyện hình ảnh, cho cái chuyện video, thì Canva sẽ giúp các anh chị, và cái buổi học này sẽ giúp các anh chị. Màu trắng luôn đi anh. Chỗ đó màu trắng luôn đi. Kéo cái rẹt lên góc trái. Cái thêm màu á. Thêm màu. Kéo cái rẹt lên góc trái luôn. Không, kéo cái rẹt lên góc trên bên trái. Đúng rồi, màu trắng luôn. Đúng rồi. Màu trắng là nó sẽ có thông số rất là dễ nhớ, 6 chữ F. Còn màu xanh ngọc với màu cam thì phải học thuộc lòng. Còn màu trắng thì khỏi cứ học. 6 chữ F là màu trắng. Màu đen là 6 số 0. Rồi. Thế cái hình ở trên là cái hình của anh Đức vô đi. Đó. Bỏ vô, kéo vô, đúng rồi, cái hình cái anh mặc áo cà vest á, thấy vô, đó, đẹp gái chưa cả nhà? Nhìn gốc. Rồi, tự do thời gian, thay thành màu xanh giúp con anh luôn nha, tự do thời gian. Cái chữ tự do thời gian đó anh Đức. Yeah. Đúng rồi. Thế màu xanh. Màu xanh có sẵn rồi kìa. Đúng rồi. Rồi đó. Xong rồi đó cả nhà. Rồi bây giờ anh play đi. Giờ play không? Cho từ đầu đi. Rồi. Cái template, cái video mà anh Đức chọn làm mẫu á là nó hơi đơn điệu ha, có một số cái video mà nó chạy nó có cái hiệu ứng nó còn đẹp hơn nữa. Nhưng mà không sao, mình chọn cái nào thì nó sẽ có cái đó, và mình chỉ việc thay thế hình ảnh, màu chữ và nội dung của chữ là xong.
Còn video nó có hiệu ứng gì hay cái gì là do mình chọn, mình thích cái video nào, mình thích cái hiệu ứng nào thì mình chọn cái hiệu ứng đó. Rồi đó. Rồi anh Đức share đi, share, chia sẻ. Đó. Quá xịn luôn cả nhà thấy không? Anh Đức thêm cái thành phần kìa. Rồi anh Đức share chia sẻ đi, đào về đi. Cái này anh Đức vừa làm vừa thực hành cho cả nhà xem cho nên nó mới chậm như vậy. Cho nên nếu như mà ảnh tự làm để mà sản xuất một cái video cho một cái bài viết của ảnh thì Hùng Anh dự kiến là 5 phút. Để có 5 phút mà có một cái video đẹp cho bài viết của mình thì các anh chị cũng nên đầu tư 5 phút đó ha. Rồi tải xuống. Rồi, cái MP4 là chuẩn rồi, tải xuống đi. Rồi chờ cho nó chạy. Đang tải xuống đó, các anh chị thấy cái dòng ngay chỗ cái thước nó đang chạy không? Có cái chữ đang tải xuống. Thì mình đừng có rời cái màn hình này. Mình cứ ngồi đó mình ngắm cho nó tải xuống đi ha. Nó mất cũng gần vài giây để tải xuống. Rồi xong rồi đó anh tới. Anh mở sẵn cái folder ở trong máy anh đi. Nó tải xuống là anh thấy nó nằm ở trong luôn. Anh tắt share cái màn hình này đi. Anh share cái màn hình mà chứa cái folder của cái video này đã được tải xuống á. Có chưa? Có trong thư mục tải xuống chưa? Đây. Đó. Đâu rồi? Đây đây. Xanh lá hả? Rồi anh mở cái video đó cho cả nhà coi đi. Thấy không? Có thấy không? Bấm hai cái vô. Thấy chưa? À, chắc anh share màn hình này thì không có thấy màn hình của video chạy đúng không? Thì anh tắt share đi. Rồi bây giờ anh vô Meta, anh up cái video này lên cái bài viết mà hồi nãy anh soạn sẵn 5 điều đó. Ok. Share màn hình Meta. Rồi ok, cả nhà thấy chưa? Nhìn thấy rồi. Anh lăn lên, đó thêm video đúng rồi. Tải lên từ máy tính. Tải video từ máy tính. Không thể xem trước thì anh đăng luôn đi. Là do nó phải có cái thời gian để mà nó duyệt cái video này á. Còn không để cho cả nhà có thể thấy thì anh đăng bằng cái cách bình thường ở bên ngoài cái ô bạn đang nghĩ gì. Thì nó cũng phải mất vài phút để mà Facebook duyệt cái video này. Rồi đã đăng bài. Nó tải lên rồi kìa, anh bấm anh ra ngoài Facebook ngoài trang chính của anh á. Không, ở đây anh không ấy đâu, anh ra ngoài Facebook trang chính của cái trở lại của không? Cái fanpage này nè. Anh ra Facebook á. Cái này trong Meta rồi ra Facebook. Ra Facebook.
Rồi cái trang chính đâu? Cái trang của cái hồi nãy em đâu? Bảo hiểm công nghệ kìa, tại Việt Nam. Đúng rồi. Đó, đó bài viết rồi đó. Đúng rồi đó. Cái video này không có âm thanh hơi bị uổng ha. Khi mà làm video mình nên chọn mấy cái video mà nó có âm thanh nhạc nền sẵn cho mình luôn. Coi như là anh Đức thực hành video, mình nên thực hành hình ảnh. Và cái thời gian mà hướng dẫn cho cả nhà làm phương tiện cho bài viết đến đây đã hoàn thành. Các anh chị có thắc mắc gì hoặc có cái cách làm nào tốt hơn, cách làm nào hay hơn, và hoặc là trước giờ có cái cách làm nào mà mình cảm thấy là chưa đúng, chưa đủ như bữa nay, thì các anh chị có thể chia sẻ ha. Anh Đức copy cái link fanpage này lên group đi cho cả nhà vào live bay cho anh nha. Các anh chị vào live fanpage của anh Đức nha, ủng hộ tinh thần đồng đội. Rồi tắt xe đi anh. Rồi hôm nay mời MC. Rồi, rất là tuyệt vời ạ. Cảm ơn sự hợp tác của anh Đức và cảm ơn phần chia sẻ rất là rõ ràng của Huỳnh Anh. Bây giờ thì thời lượng của chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều. Và nếu như các anh chị có thắc mắc gì hoặc có cái gì chưa hiểu hoặc là muốn chia sẻ cái gì, chúng ta có thể dùng biểu tượng giơ tay nhé. Chúng ta sẽ ưu tiên cho hai bạn. Mình có thắc mắc gì hoặc là có chia sẻ gì, nếu như mà các bạn đã thấy rõ rồi hoặc là mình không tiện giơ tay thì có thể là đặt câu hỏi lên trên ô chat. Hải thấy có bạn Thạch Thảo có nói rằng là mình nên chọn định dạng video 96 luôn để thiết kế một lần dùng lên nhiều mạng xã hội, thì điều đấy có thuận tiện không Huỳnh Anh? Cái đó là rất là tốt luôn đó chị. Video 96 là video có thể là sử dụng được trên TikTok, trên Facebook, trên Reel á chị, và trên YouTube, và YouTube và cái dạng short á, dưới một phút thì mình nên 9:16 ha. Video đó đang hơi bị là thịnh hành luôn á. Còn chỗ của Oppo gì nè, nếu mình chưa có landing page thì mình đăng face được không chị anh? Mình không hiểu câu hỏi này của bạn. Bạn có ở trong nhóm không? Bạn còn đang ở trong tay không? Mình cứ mở mic. Mời bạn Oppo CPH2371 này. Rồi, đây rồi, Hải nhìn thấy rồi. Bạn đã bật tiếng, bật mic rồi. Bạn nói đi. Đang không nghe thấy tiếng của bạn. Có thể là do cái tai nghe của bạn chưa cho tiếng lên hay là như nào? Đó, bây giờ nói đi. Nghe được rồi, bạn giới thiệu về mình đi. Mình tên là Đinh Thị Hoài, hôm nay 44 tuổi. Đinh Thị Hoài. Từ nãy là coi cái hình ảnh giới thiệu á, thì mình hỏi là nếu mà mình mà không có landing page á, thì mình làm video như vậy mình đăng trên Facebook có được hay không á, ý Hoài hỏi như thế. Rồi, chị Hoài ơi, chị đã vào BNPha lâu chưa? Hoặc là mình là đã tham gia vào các cái buổi Zoom được nhiều chưa? Hoài vào BNPha được 1 năm rồi và cũng là thành viên của BNPha rồi hả? Dạ. Em học cùng với cô Phượng với chị Hải đó. Ok, bởi vì là thấy đã không đặt tên đúng tên của mình ấy. Mình là thành viên của BNPha vào rồi thì mình vào Zoom mình sẽ đặt tên đúng tên của mình đúng không? Để cho ban tổ chức có thể tiện là gọi tên nhắc cho mình để mình có những cái ý kiến trao đổi với nhau đúng không? Và bạn Hoài có câu hỏi như vậy thì mời Huỳnh Anh có thể giải đáp cho chị Hoài nhé. Dạ, em chào chị Hoài. Chị Hoài ơi, cho Huỳnh Anh hỏi là chị có hiểu đúng landing page không? Landing page là cái trang mà của BNPha cung cấp. Chị có cái trang đó chưa? Hoài chưa có hiểu. Hoài cứ nghĩ là landing page là cái trang mà mình cá nhân mình mua chứ. Cá nhân mình mua đúng rồi chị Hải ơi, chị chỗ tuyến trên của chị Hoài đó thì chắc phải 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 hỗ trợ chị Hoài cái vấn đề landing page. Còn về cái câu hỏi của chị á thì Nam sẽ trả lời là được. Có nghĩa là chị sử dụng Facebook cá nhân thì Facebook chị phải đăng bài đúng không? Chị phải chơi. Thì chị chơi là chị phải đăng chữ nè. Ví dụ chào cả nhà là cũng đã 3 chữ rồi.
Rồi cái nội dung chữ đó chị phải có hình nữa. Nếu mà cái nội dung mà chị muốn truyền tải có một cái nội dung mà cụ thể kêu gọi nè, hay là bán hàng nè, hay là chia sẻ nè, đó thì là nó cũng phải có một cái hình kèm theo hoặc là một cái video kèm theo. Thì cái hình hoặc là cái video đó gọi chung là phương tiện, file phương tiện. Thì chị muốn thiết kế cái nào chị thiết kế, hoặc là chị có sẵn cái hình trong điện thoại của chị mà chị cảm thấy nó rất là lung linh rồi, thì chị lên Canva chị chỉnh sửa một chút xíu để cho nó có cái màu sắc của Canva rồi chị up lên. Nếu là chị đang muốn đăng trên Facebook mà làm việc về Canva nha, còn Facebook cá nhân của chị thì mình không bàn ở đây. Facebook cá nhân của chị thì chị làm sao chị làm. Còn landing page á, là cái landing page là cái cổng để mà Canva giúp cho thành viên của mình rút data về. Còn fanpage mà ở trong cái bài mà em hướng dẫn mọi người 3 tuần vừa qua đó, thì cái đó là một cái tài sản của Facebook. Cho nên là chị á, rảnh á, thì chị cứ sở hữu nhiều cái tài sản vô đi. Giống như anh Đức là có 10 cái fanpage rồi đó. Còn một bạn ở trong nhóm này cũng đã khoe với anh là đã tạo được 10 cái fanpage rồi đó. Cho nên là chị rảnh thì chị cũng tạo 10 cái fanpage đi. Bữa cô Xúy ngồi với anh, cô Xúy cũng đã tạo được 3 fanpage rồi. Chị Huê ngồi với anh 10 phút cũng đã tạo được 3 fanpage rồi. Thì chị cứ tạo nhiều fanpage vô đi. Càng nhiều fanpage thì mình càng có nhiều tài sản. Và cái cách mà upload hình ảnh, video, chữ lên fanpage cũng y chang là mình làm trên cái Facebook cá nhân của mình. Rất là đơn giản. Còn về landing page thì làm việc lại với tuyến trên giúp em ha. Rồi, dạ. Cảm ơn Đình Anh. Chị Đinh Thị Hoài sẽ liên lạc với tuyến trên để mình biết rằng là cái landing page của mình đã có hay chưa, và mình có thể là sử dụng cái landing page của mình. Đó là một cái tài sản mà mình cũng phải mất phí một năm là bao nhiêu tiền đấy, đúng không? Mấy trăm ngàn thôi. Để mình có thể là Bianfa giúp cho chúng ta có cái landing page đấy để quảng cáo cái công việc, và chúng ta cũng là một cái để thu hút có data, đúng không các anh chị? Và bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, để chúng ta có thể có thời gian nghỉ trưa cũng như là tất cả chúng ta để có một buổi chiều làm việc hiệu quả. Thì Hải xin được thay mặt ban tổ chức kết thúc chương trình ở đây nhé. Một lần nữa cảm ơn phần chia sẻ rất là rõ ràng và dễ hiểu của Huỳnh Anh. Nhưng mà chúng ta đều biết rằng là cũng có những người như là Hải ấy, nghe buổi được buổi không cũng chưa hiểu hết đâu, và có lẽ là rất là mong là sẽ có những buổi tiếp theo để có Huỳnh Anh chia sẻ cho cộng đồng của chúng ta có thêm kiến thức và có thêm kỹ năng để giúp cho công việc của chúng ta được tốt hơn, đúng không ạ? Bây giờ các anh chị có thể là bật mic của mình lên để chúng ta chào nhau. Và chị Hải ơi, cho em một phút. Ok. Cho em một phút là các anh chị á, nếu mà chưa có tham gia vào cái nhóm Zalo Zoom thực chiến thì các anh chị tham gia đi. Ban tổ chức có để cái link ở trên ô chat. Các anh chị vào đó, các anh chị thực hành, và các anh chị có thắc mắc thì có Hồn Anh, có chỗ anh Đức, có một số anh chị em khác nữa sẽ hỗ trợ cho mình. Nhất là chị Thế nè, chị Thế cũng có thể hỗ trợ được cho cả nhà tạo fanpage rồi đó nha. Rất là tuyệt vời ạ. Rồi một lần nữa thì cảm ơn Huỳnh Anh nha. Và xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn tất cả các anh chị em chúng ta đã dành cái thời gian quý báu buổi trưa nghỉ ngơi của mình để vào cùng nhau học tập và cùng nhau có những kiến thức và trao cho nhau những năng lượng tích cực nhất. Một lần nữa thì xin chúc tất cả anh chị em chúng ta có một buổi chiều làm việc hiệu quả nha. Xin tạm biệt cả nhà. Dạ, và Hồn Anh cảm ơn cả nhà đã ngồi lại với Hồn Anh tới giờ này nha. Chào tạm biệt. Cảm ơn cả nhà. Chào tất cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Mọi người có một buổi chiều. Trời ơi, làm video là khó hơn làm ban Linh Bay.